Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những đánh giá phân tích về lợi thế khó khăn tồn tại trong hoạt động xúc tiến thương mại địa phương thời gian qua, các chuyên gia cho rằng để hoạt động này tại địa phương đi vào thiết thực và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp, cần phải đẩy mạnh hơn nữa liên kết trong hoạt động xúc tiến thương mại cả về nội dung cũng như hình thức. Lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết trong năm 2017, cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, hoạt động xúc tiến thương mại của các địa phương trong cả nước tiếp tục được quan tâm và diễn ra sôi động. Các trung tâm xúc tiến thương mại đã tổ chức hơn 1.280 chương trình xúc tiến thương mại với tổng kinh phí hơn 170 tỷ đồng, hỗ trợ khoảng gần 7.000 lượt doanh nghiệp tham gia. Tổng giá trị hợp đồng và giao dịch trực tiếp tại các sự kiện xúc tiến thương mại đạt 569 triệu đô la Mỹ và hơn 324 tỷ đồng, thu hút gần 15 triệu lượt khách tham quan, trong đó có 357.000 lượt khách giao dịch thương mại. Nhìn chung, các trung tâm đều tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Nhiều hoạt động thông tin thương mại được triển khai cung cấp trên website, phát hành bản tin, ấn phẩm thương mại và hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử. Hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn cũng được các trung tâm tích cực triển khai nhằm hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đặc biệt, hàng loạt sự kiện như tuần lễ tự hào thương hiệu quốc gia, hội chợ thương mại liên kết cấp vùng của các khu vực, hội chợ hành lang kinh tế Đông Tây 2017, v.v. đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo doanh nghiệp. Cái hội chợ hành lang kinh tế Đông Tây là một cái hội chợ định kỳ. Chúng tôi tổ chức trên địa phương được Bộ Công Thương phê duyệt là chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Và chúng tôi cũng được vinh dự là 7 năm tổ chức hội chợ hành lang kinh tế Đông Tây và 5 năm là được Bộ trưởng phê duyệt là chương trình xúc tiến quốc gia. Cho nên nói về mặt hiệu quả là chúng tôi rất sung sướng bởi vì trong điều kiện kinh tế khó khăn mà có một cái nguồn tài trợ cho doanh nghiệp được 50% chi phí thuê gian hàng như hiện nay là điều rất mong muốn của nhà tổ chức cũng như điều doanh nghiệp rất cần. Tuy nhiên trong tình hình hiện nay theo đánh giá của các cơ quan chức năng vẫn còn tồn tại những vấn đề ảnh hưởng đến hiệu quả công tác xúc tiến thương mại. Sự hợp tác liên kết trong hoạt động này giữa các địa phương vẫn còn hạn chế, chưa thống nhất trong việc quy định chức năng, nhiệm vụ của từng trung tâm xúc tiến thương mại, dẫn đến việc mỗi địa phương có mô hình cách thức tổ chức thực hiện khác nhau. Nội dung các hoạt động xúc tiến thương mại chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Vấn đề nghiên cứu thị trường để định hướng sản xuất phục vụ tiêu thụ, xây dựng thương hiệu cho hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, ngoài việc chia sẻ thông tin, sự hỗ trợ của nhà nước cho các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, thì việc liên kết triển khai đồng bộ các hoạt động xúc tiến thương mại là hết sức cần thiết. Những người làm công tác này cho rằng cần phải nâng cao hiệu quả của công tác xúc tiến thương mại bằng các hoạt động thiết thực và chất lượng, đổi mới về mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống tổ chức xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng của các hội chợ thương mại tại các địa phương, việc tăng cường liên kết vùng trong tiêu thụ sản phẩm của các vùng miền cũng như trong xuất khẩu hàng hóa. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh để xây dựng lại cái quy chế quản lý hoạt động xúc tiến của tỉnh. Cách thức tổ chức tôi sẽ thay đổi theo cách là tạo được cái thời lượng cho doanh nghiệp giao thương, tổ chức chuyên biệt từng ngành hàng, nhóm hàng cho doanh nghiệp để ra tìm hiểu nó kỹ hơn. Thì đặc biệt là sẽ tổ chức cho doanh nghiệp của chúng ta và tổ chức cho hệ thống doanh nghiệp của tỉnh Lào Cai cũng như là các tỉnh ấy, thì sẽ có sự kết nối qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương. Chương trình xúc tiến thương mại của Lạng Sơn thì đã được phê duyệt theo cái quyết định của Bộ Công Thương và của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Thì theo đó thì trung tâm xúc tiến thương mại sẽ triển khai cái hội chợ quốc tế Việt Trung về định hướng xuất khẩu. Cái đó là một cái chương trình rất là quan trọng để cho các doanh nghiệp của Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Trung Quốc có cái cơ hội để mà kết nối giao thương. Ngoài ra thì chúng tôi còn triển khai một số cái chương trình, ví dụ như là hỗ trợ hội trợ với các doanh nghiệp của các tỉnh phía sau, tổ chức cái cuộc kết nối giao thương. Cái đó chúng tôi thấy sẽ được đẩy mạnh trong năm nay. Lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại cũng cho biết năm 2018, Bộ Công Thương đã phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia gồm 156 đề án với tổng kinh phí 103 tỷ đồng. Để hoạt động xúc tiến thương mại địa phương đi vào thiết thực, hiệu quả, trên cơ sở thực hiện công tác hỗ trợ địa phương cũng như các đề xuất của các địa phương, Cục Xúc tiến Thương mại cho rằng các trung tâm xúc tiến thương mại cần tập trung xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn hoạt động xúc tiến thương mại của từng địa phương, nghiên cứu tiềm năng thế mạnh của các mặt hàng cụ thể,
nhu cầu năng lực của doanh nghiệp, nghiên cứu định hướng chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2018-2020 để có sự đổi mới trong phương thức xúc tiến thương mại hướng tới mục tiêu chất lượng, khả thi, hiệu quả.